lợi ích là như sau này. Thời gian đầu khi mà bạn còn ít kinh nghiệm, bạn nhớ là xem gì nhá, xem nhiều để làm gì? Xem nhiều bạn biết là cái này là rẻ, cái này đắt, cái này là coi như là gì, bất động sản khu vực này rất nhiều tiện ích hạ tầng và dịch vụ, cái khu này không có này, nên là mình xem, ví dụ bạn mua căn hộ xem 3-4 tòa căn hộ, để bắt đầu biết cái này đắt, cái đắt, cái này rẻ, và mỗi người môi giới người ta bảo hiểm. Chỉ riêng kinh nghiệm xem nhiều thì thôi đã đỡ cho bạn không biết bao nhiêu tiền khi mà bạn đi vào thực tế bất động sản. Một kinh nghiệm thôi. Và đây là một trong những bài học quan trọng nhất dành cho những người mới bắt đầu. Cứ đi xem nhiều sẽ biết cái nào đẹp, cái nào xấu. Còn đôi khi bạn xem một, mua một, vẫn gặp này. Đồng ý một hai mặt, nhưng mà câu hỏi có may mãi được không? Thời gian sau, khi mà bạn có nhiều kinh nghiệm rồi, thì cái tỷ lệ nó sẽ giảm xuống. Ví dụ là sử bạn có chuyên gia ở quận 9, là sử bạn có chuyên gia ở quận Thủ Đức, là sử bạn có chuyên gia ở quận 3 hoặc quận nhất, chỉ cần đọc tên địa chỉ đường thôi, đọc tên cái cỡ hẻm thôi, bạn biết ngay đó thì điều đấy chỉ xảy ra khi bạn rất am hiểu khu vực. Thì cần đọc một người môi giới hạ tầng cho anh vào đây nhé, diện tích như này, mặt tiền như này, sổ hồng như này, giá bán như này, tiếp theo là thế. Điều ấy chỉ xảy ra khi bạn có nhiều kinh nghiệm. Tỷ lệ xem sẽ giảm xuống rất nhiều. Đôi khi xem 3 cái bạn đã chốt được 1 cái, bạn không bị xem nhiều. Con số 100 sẽ bao gồm cả cuộc gọi môi giới gọi điện báo các bạn, cả những công ty đọc trên báo trên mạng và bỏ qua luôn. Con số 100 sẽ bao gồm như vậy. Nhưng mà với những người mới đầu, kinh nghiệm quan trọng nhất nhớ là phải xem gì nào?